Hello everyone, today I do a full set acrylic with the white tip. The white tip, she want a white nail. She doesn't want to do anything else. She just want the white tip. Her tip. So we sand all the nail off. I mean like, mình dỗ sao nguyên cái móng đó nó sẩm lên, mình tại vì sau đó mình gắn cái móng trắng lên nó thì mình không có dỗ, thì mình dỗ móng trắng nó sẽ bị chày cái móng trắng, nên bây giờ mình sẽ dỗ cho nó sẩm hết cái móng của họ rồi sau đó mình gắn móng nha. When did you go to work? Are you done work today, right? Yeah, if I go in tonight. You go tonight, what time? I start at 7:30. 10:30? 7:30. Oh. Yeah. Sau đó mình để cái móng trắng lên thì mình để keo trước rồi mình lấy cái móng mà nó vừa với cái móng này nè, mình bỏ lên. Thường á mình sẽ bỏ anh giam, có nghĩa là mình bỏ nó lên trên một chút xíu, chứ mình không có bỏ nó ở cái đầu móng, mình bỏ nó lên quá cái đầu móng một chút xíu. You can get it early. I think nowadays, oh, we have to remove your breast milk, but that's fine. Just do it. Just do whatever you got to do. Right. And then they found a spot on my liver, and then I'm like, you know, if it's not one thing, it's another. Right. And then I went and had the expanders put in on my left side to stretch so I could get implants put in. Well, I didn't even have them in 2 weeks, and my body rejected them. That, I mean, I look like I have a freaking cantaloupe on my head. Mình bỏ keo lên rồi sau đó mình bỏ cái móng xếp lên này, nó khi nào biết nó dài quá thì mình cho nó gắn bớt lại. Nếu cái móng nó to quá mình không có móng á, mình hết móng á, mình đi cắt cho này nó nhỏ bớt lại theo cái hình dạng của cái móng này, hoặc là mình dũa nó cho nó nhỏ bớt. Đâu cái bà bác cái bà mà family doctor của mình bà đâu có cho đi kiểu đó đâu. Bà nói nếu mà mày không có, mày còn trẻ mày không cần phải đi như vậy. Bà nói 2-3 năm mới đi một lần. My family doctor say that. Check up for the woman, check up. Đó mình đòi đi mỗi gì, ôi với lại khám ngực nữa. Bà nói mày không cần phải đi mỗi năm đâu, nếu mà mày phải trên 40 mấy tuổi thì mày mới cần đi mỗi năm. Mày còn trẻ mày không cần đi mỗi năm. Like, you want I cut like normal, right? Yeah. Mình cắt like there's insurance, chắc chắn là cái phần này nè, nó sẽ là cái phần ở đây nè, nó sẽ cho móng trắng này nè, nó sẽ kém như vậy thôi. That's what he drinks. And a matter of fact, one time when I was, when I was sick and I wasn't eating anything, I drank one, now we got the chocolate, you know, and they were pretty good. Treo lên hay là tóc cốt lên là được, họ có thể đi. But I'm not a strawberry person like that. Not in a drink. They tried to give me all kinds of things in the hospital. Like this stuff is, you know. Yeah. And then I was just telling her today, like, they want me to take medicine like 4 times a day. I said I cannot take it in the morning. It'll make me sick. So what time do you take it? I said in the afternoon, and then I take it at night. Đi khám chưa? Yeah, they want you to take all this medication, but they don't tell you, well, how are you feeling with all this medication? Không có bảo hiểm cũng đi luôn hả? Không có bảo hiểm cũng đi luôn hả?
said, I don't feel bad. I said, I felt worse last week when I was in the hospital. Yeah. They had a heck of a time doing an IV, and the day before I left, they're like, we should do a central line. I said, you ain't doing no central line now. Cái cô này cũng, nếu mà cái này mình đắp bột ly á, mình quét gel lên nó nhìn nó đẹp, nhưng mà cô không thích bột ly, cô thích cái bột nó hơi hồng hồng. Thì mình làm theo ý của khách thôi. Đó, ha, ở dưới nó có máu màu trắng sẵn rồi chút xíu, mình sẽ không cần phải sơn gì hết. Bỏ cái cục bột lên, cái mình dàn nó ra nha, dàn nó ra cho nó vừa nó cái móng, rồi sau đó mình lấy thêm nước mình vỗ cái cuticle này cho nó sát xuống, rồi mình kéo hai bên cho nó sát vô. Rồi xong rồi, nếu mà mình muốn cái này nó hơi thiếu bột xíu, mình lại lấy thêm một ít nữa mình bồi vô đây. Rồi nó muốn cho cái đầu móng nó hơi dày xíu nữa thì mình đôi vô đây, nếu mà đủ rồi thôi ha. Đây, mình thấy mình lấy bột, lấy nước một nửa cái cọ và lấy bột để lên. Nước kéo xuống. Này ít nước, ít bột quá là mình lấy thêm một cục ở dưới mình bồi luôn. Chứ vậy nó mỏng té rồi. Bút lên. Tương tự bên này. Gỗ cho nó nằm xuống, nằm sát cái cầu này, hai bên mình đập, đập cho nó nằm xuống rồi sau đó mình vuốt ở giữa nó xuống. Cái TV của mình nó to quá, không biết nó có vô trong này, nó bị bản quyền luôn. Mm-hmm.
rưỡi. Sau đó mình đắp xong rồi mình dũa xếp ha. Dũa thì là dũa ngang ra, chỉnh quy độ kéo thẳng ra hai bên này cho nó thẳng. Bo cái đầu một chút xíu rồi xong rồi đi cái gầm. Kéo thẳng một góc vuông 90 độ, nó ra hình vuông, sau đó hai bên thẳng lên, bên trong thẳng ra, bo cái đầu móng một chút xíu. Do underneath the triangle. Yeah. Một cái gì có nước dừa nó bị hư á. Thấy nó thẳng là nó ok, này hơi méo rồi. Tại mình coi như vậy nó rõ hơn, mình coi xuôi. Cái này là mình chỉ giống như kiểu chết lại thôi. Mà anh thấy cái ngón này nó hơi bị to, cho nó nhỏ xíu nữa. Nó vậy là xong rồi nó. Let's see that side, baby. Can I see that hand? Cho nó răng hết bột ra và mình cho cái kia này nó nằm xuống. Nãy mình đắp vừa đủ rồi, bây giờ mình không cần phải dũa nhiều nữa. Chủ yếu là trên cái phần da này để cho nó dăng bộ cho hết rồi, cho nó nằm xuống ok. Thank you.
hôm nay cũng làm y chang vậy luôn. Đi cái dầm mẹ tê một cái cho nó, cái móng nó mỏng một xíu. Gì vậy? Quả của bà gì? Không có ly kia rồi. Ông chỉ uống này không chị? Anh uống trà sữa. Bỏ bớt đồ trong đó, cái nào lâu quá bỏ bớt đi. Đặt vô trinh. Không uống thì phải cất đi chứ, mới có ly như kia rồi mới chưa uống xong mà đưa để đó chứ. Không biết làm mỏng thôi. Mặc dù cái này thấy không có gì nhưng mà nhiều khi nó có mình cũng ly. Cái này cũng không có gì mấy nhưng mà rất thả thích khi nó làm mỏng. Hôm qua nó đi Eden, nó mua chè đậu đen, nó mua chè bà ba, nó mua chè gì, chè đó phải chè bà ba không? Không phải chè bà ba, chè gì ta? Chè bà ba, nó mua khoai mì nước dừa nè, mua gì nữa ta? Cái gì khoai mì, cái khoai mì bánh tằm nè, đó gì nữa? Rồi trà sữa. What else? Quá trời món ăn luôn. Rồi mình tại khách đó, thường họ sẽ xin treo hoặc là xin tóc cốt, nhưng giờ khách này không thích xin treo, chỉ thích bỏ tóc cốt lên mình dũa cho mày nó nằm xuống cái này, mình bỏ tóc lên ảnh láng rồi. Phải lâu rồi chứ chưa biết chứ. Về cả tuần. All right. Wash your hand please. Giờ mình bỏ nước clear lên là xong. Well, teachers don't want to get. Giờ mình bỏ cái lớp clear lên là xong. Tại thường á, bỏ lớp gel thì nó sẽ extra shiny, nhưng mà cái ngày này không có muốn. Mình chỉ muốn thank you for watching. Please hit like, share and sub my channel to see the new video. Thank you. Have a good day. Bye bye.